Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất trên kênh 24 giờ mà chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, miền Bắc sắp mưa dông mạnh, chấm dứt đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm. Miền Bắc và Trung Bộ đang ở trong những ngày cuối của đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm, nhưng nhiệt độ luôn xấp xỉ ở 40 độ. Khoảng đêm mai 22 tháng 5, khi mưa dông xuất hiện, nắng nóng mới giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 21 tháng 5, rãnh áp thấp đang bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên từ đêm ngày 22 đến ngày 23 tháng 5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, mưa lan tiếp vào khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 10 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên giờ. Tuy nhiên, trước khi trời chuyển mưa mát ở Bắc Bộ và Trung Bộ, thì hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn ở trong đợt nắng nóng rất gay gắt dài nhất từ đầu năm, bắt đầu từ ngày 16 tháng 5. Nhiệt độ lúc 13 giờ theo cơ quan khí tượng có nơi trên 39 độ như Mường La của Sơn La 40,4 độ, Phú Yên của Sơn La 39,9 độ, Hồi Xuân của Thanh Hóa 40,4 độ, Tương Dương của Nghệ An 39,4 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng. Trong ngày mai 22 tháng 5, ở phía Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 60%. Vào ngày 23 tháng 5, nắng nóng kết thúc ở khu vực này. Cũng trong ngày 22 tháng 5, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn diễn ra nắng nóng cao điểm với mức nhiệt từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 60%. Theo cơ quan khí tượng, từ đêm ngày 22 đến ngày 23 tháng 5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa, xóa tan nắng nóng dài ngày. Nhưng đến ngày 23 tháng 5, các khu vực phía Tây Bắc của Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn duy trì nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ hạ nhẹ ở mức 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đến chiều tối cùng ngày, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rông, nắng nóng dịu dần. Đặc biệt, các chuyên gia khí tượng cảnh báo sau đợt nắng nóng như đổ lửa dài ngày sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá gây ra thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu. Cũng theo các chuyên gia, sau ít ngày hạ nhiệt, các khu vực trên sẽ bước vào đợt nắng nóng mới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối ngày 22 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Tiếp theo là thông tin về đợt mưa to ở thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 21 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh mưa to khắp nơi, nhiệt độ giảm mạnh so với những ngày trước đó, ghi nhận một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng ngập nước. Vào lúc 11 giờ 30 phút, thành phố Hồ Chí Minh mưa to ở khắp nơi như quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức, quận 10, quận 11. Mây đen bao phủ trên nhiều khu vực, người dân ở góc tòa nhà cao tầng có thể thấy rõ mây đen gây mưa ở hầu khắp thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận qua camera đường phố vào lúc 12 giờ 30 phút, một số tuyến đường ở quận Gò Vấp đang bị ngập nước, xe cộ đi lại gặp khó khăn như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu. Theo đài quan sát khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị xét cho thấy, vào lúc 11 giờ 30 phút, mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Hóc Môn, quận 12, huyện Củ Chi, quận 7, thành phố Thủ Đức, các quận trung tâm và huyện Nhà Bè. Trong 3 giờ tới, mưa dông có khả năng gây ra mưa rào và dông xét cho các khu vực quận huyện kể trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, đề phòng xét và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 6, tức là từ 5 đến 14 mét trên giây. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, qua quan sát radar thời tiết, định vị xét và ảnh vệ tinh, có thể dự báo mưa ở thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo dài đến 14 giờ. Lượng mưa dự báo ở các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ 50 đến 80 mm, có thể gây ngập một số tuyến đường. Cơn mưa trưa nay ở thành phố Hồ Chí Minh là do áp cao lạnh trên lục địa Trung Quốc tăng cường xuống phía Nam, hình thành rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng ở phía Tây. Ở phía Nam, gió Tây Nam và có cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ. Trên mực 500 mb, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc,
hình thành vùng hội tụ gió đi qua Nam Bộ là những nguyên nhân gây ra mưa. Ông Quyết giải thích, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Theo đài quan sát khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm qua thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất là 33,7 độ C, trong khi đó ngày hôm trước tới 36,5 độ C. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 34 độ C, giảm 2 độ C so với hôm trước. Cả khu vực Nam Bộ hôm qua cũng có mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong đó lượng mưa tập trung chính ở miền Tây, Đông Nam Bộ, chủ yếu mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam Bộ dao động từ 33 đến 25,6 độ C, miền Tây dao động từ 33 đến 35,3 độ C. Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, có nơi mưa to, riêng các tỉnh miền Tây có thể xuất hiện sớm hơn so với Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C vào lúc 13 giờ, đến 14 giờ còn 33 độ C. Sau đó tới 16 giờ là 30 độ C và tối dao động 27 đến 28 độ C. Từ 48 đến 72 giờ tới, rãnh áp thấp phía Bắc bị đẩy xuống phía Nam, gió Tây Nam có cường độ trung bình trên vùng biển Nam Bộ. Dự báo thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn, mưa dông tiếp tục xuất hiện trên 1/2 diện tích khu vực, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin dự báo chi tiết ngày 22 tháng 5 năm 2023. Hà Nội nắng nóng, nền nhiệt tiếp tục tăng cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 22 tháng 5 năm 2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Khu Tây Bắc 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng gián đoạn. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chương trình. Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.